Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị, nghị quyết số 116 của Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được ban hành trong giai đoạn khó khăn nhất của người lao động đã giúp không ít lao động an tâm chờ việc đến khi doanh nghiệp mở cửa trở lại. Đến nay, đã có hàng ngàn lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp qua hệ thống Bảo hiểm xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu. Tụi em được hỗ trợ từ phía công ty, rồi xong rồi khi mà hết dịch đi làm lại thì em cũng có được nhận cái trợ cấp từ phía nhà nước, tiền từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đó thì hỗ trợ cho tụi em. Thì em thấy vui vì được sự quan tâm của nhà nước từ phía bảo hiểm để giúp tụi em vượt qua cái khó khăn này. Tính đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai, toàn tỉnh đã có hơn 146.000 lao động mất việc do dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua đã được hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ. Trong số này, có 135.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 10.000 lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền đã chi trả cho người lao động là hơn 320 tỷ đồng. Toàn bộ nhân sự Bảo hiểm xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực trong suốt thời gian qua để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến tay người lao động. Do giãn cách xã hội, nhiều phương thức chi trả linh hoạt được sử dụng. Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Toàn bộ tiền hỗ trợ được thanh toán qua thẻ ATM. Trong bối cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, thì để số tiền hỗ trợ sớm được đến với người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành một số các giải pháp đồng bộ. Thứ nhất là chúng tôi triển khai việc tuyên truyền để cho đơn vị và người lao động nắm được đầy đủ các cái nội dung của nghị quyết. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên phối hợp đôn đốc các cái đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để ra soát thông tin về người lao động. Thứ ba là hỗ trợ hướng dẫn cho người lao động đã ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp có thể nộp hồ sơ để nghỉ hưởng. Tư là chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phần lớn số tiền hỗ trợ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người lao động. Thưa quý vị, để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ như là hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lao động. Thế nhưng bản thân sự vận động của doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh. Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, họ làm thế nào trước bài toán phát triển thị trường, đặc biệt là yêu cầu liên kết vùng trong giao thương, khi mà đối mặt với họ là hàng loạt khó khăn về giao thông nhân lực. Liên kết vùng là một vấn đề cấp bách trong hội nhập kinh tế. Vậy nhưng, với các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, thì việc liên kết vùng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh là vấn đề không dễ dàng. Việc mở cửa nền kinh tế trở lại trên phạm vi toàn quốc là cơ hội để các doanh nghiệp chấn chỉnh lại chuỗi sản xuất kinh doanh đã bị đứt gãy của mình trong thời gian qua và thay đổi phương thức phát triển thị trường trên cơ sở thích nghi với tình hình mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn VT Steel thành lập năm 2019 là nhà phân phối của các nhà máy thép vừa ra đời đã gặp trở ngại từ dịch bệnh Covid-19. Nhưng công ty đã nỗ lực thích nghi với thực tiễn. Quan tâm nhất của doanh nghiệp hiện nay là bảo vệ an toàn cho dịch vụ vận chuyển trong điều kiện khó khăn về giao thông vận tải. Chúng tôi đã tổ chức cho lái xe, cán bộ, công nhân viên là thực hiện tiêm vaccine, rồi là xét nghiệm Covid đầy đủ trước khi mà giao hàng hóa tới các cái công trường, dự án. Và cũng hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc giữa nhân viên chúng tôi với là các cái nhân lực ở tại công trường. Ngoài ra một số các cái dự án lớn thì chúng tôi có cái sự hợp tác với các cái đơn vị chuyên nghiệp tổ chức về xà lan rồi là các phương tiện xe và thực hiện đầy đủ gần như là triệt để các cái yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Giữ và phát triển thị trường trong giai đoạn dịch bệnh quả là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp lại khắc phục được khó khăn bởi sự tích lũy kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp. Như công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị viễn thông Nguyễn Hoàng, một doanh nghiệp có uy tín hơn 10 năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị viễn thông, thì việc tạm dừng trong giai đoạn giãn cách vừa qua chỉ là bản lề cho một giai đoạn mới. Trong dịch bệnh, doanh nghiệp vẫn phát triển ngành nghề kinh doanh khác và dự tính cho việc mở rộng thị trường ra nước ngoài. Công ty Nguyễn Hoàng của tôi thì đã hoạt động được 12 năm trên cái lĩnh vực thiết bị an ninh, camera, giám sát, báo trộn. Nhưng mà 3 năm gần lại đây tôi phát triển thêm 2 mảng nữa, 2 lĩnh vực sau này thì tôi định phát triển qua Campuchia nữa. Sau dịch bệnh chúng tôi sẽ tham gia các cái hội kết nối doanh nghiệp, mở ra những cái cơ hội mới để cùng nhau hợp tác, ủng hộ, giới thiệu và chia sẻ những cái kinh nghiệm để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Dịch bệnh tác động xấu đến nền kinh tế, thế nhưng lại là cơ hội cho nhóm các doanh nghiệp sớm tích hợp công nghệ số 4.0. Các doanh nghiệp này đã biến nguy thành cơ, mở rộng thị trường không chỉ phạm vi khu vực mà còn phủ sóng toàn quốc. Họ đã tạo được sự tương thích với nền kinh tế số hiện đại, bỏ qua khó khăn về giao thông và hệ thống phân phối. Sự cạnh tranh duy nhất trong giai đoạn vừa qua của nhóm doanh nghiệp này là trí tuệ và bản lĩnh. Chúng tôi đón nhận cái tình hình mới, đó là chúng ta sẽ cùng sinh sống, cùng kinh doanh và cùng phát triển cùng với dịch bệnh, thì điều đó nó tạo ra những cái trở ngại ban đầu. Tuy nhiên cùng với sự thích ứng thì chúng tôi tìm ra rất là nhiều giải pháp giúp cho việc liên kết và kết nối và đẩy mạnh hoạt động đào tạo và cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giải quyết vấn đề nội tâm trước thì chúng ta đủ động lực rồi thì chúng ta mới tự động. Thưa quý vị, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đều nhận ra rằng mối liên hệ kết nối giữa các doanh nghiệp là chìa khóa để giải bài toán về liên kết vùng trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Liên kết nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ trở thành một sức mạnh lớn. Thời gian qua, không chỉ dựa vào sự kết nối của các hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã tự tạo nên chuỗi kết nối liên vùng, tạo ra những không gian vận động cho doanh nghiệp. Đây là một buổi hội thảo kết nối giao thương của công ty OBC với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cách thức vận hành của OBC là kết nối doanh nghiệp của từng lĩnh vực giống nhau với nhau và tạo thành chuỗi phát triển dựa vào sự tương quan, hỗ trợ của các lĩnh vực tương đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp tìm được nhau thông qua sự liên kết này. Chúng tôi kết nối giao thương với hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam nhằm mục đích kích hoạt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong cái giai đoạn sau dịch Covid, và với cái mục đích này thì chúng tôi có thể truyền tải cái thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam là gì? Ở đây chúng ta còn có nhiều công cụ, đặc biệt với công nghệ 4.0, chúng ta có thể kết nối trên toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh thông qua các hoạt động kết nối đã chỉnh đốn lại hệ thống phân phối của mình tại Bà Rịa Vũng Tàu hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường tại Bà Rịa Vũng Tàu mà không cần phải xuống tận nơi để quan sát, tìm hiểu thị trường. Thông qua liên kết, các doanh nghiệp đều trở thành vệ tinh của nhau, đều là nhà phân phối cho nhau. Đối với sự kết nối ở ngoài vùng thì Long quan tâm nhất là vấn đề kết nối với các cái nhà thầu, với các cái đối tác về cung cấp các vật liệu xây dựng. Đặc biệt ở Vũng Tàu thì có một vùng sắt rất là tốt, thì nhờ thông qua OPC thì Long có kết nối được các nhà phân phối sắt, cũng biết được giá cả thị trường và cũng nắm được. Đặc biệt là còn một vấn đề là về hoàn thiện là kính, thì khi mà nguồn cung ở Phan Thiết là nó coi như là quá tải thì có thể liên kết với các nhà cung cấp đối tác ở Vũng Tàu và thậm chí ở Đồng Nai về mảng nội thất. Trong cái thời gian dịch vừa rồi, đa phần là các doanh nghiệp khó khăn là chỉ những cái tỉnh mà lân cận thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai là những cái tỉnh mà công ty dễ kinh doanh nhất vì cái việc vận chuyển nó thuận lợi, nó gần cái văn phòng công ty. Đó là cái ưu thế trong cái đợt dịch vừa rồi. Còn các cái tỉnh xa, vấn đề giãn cách, vấn đề vận chuyển không đi được thì công ty gần như là không thể nào mà kinh doanh được. Chỉ kinh doanh được những cái tỉnh gần như mình đã nói, đó là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, những cái tỉnh mà đem đến doanh thu lớn nhất cho công ty trong cái thời gian dịch vừa qua. Thưa quý vị, chủ động về liên kết vùng, tự trọng và tự tin trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ đang tạo nên giá trị lớn bằng sự kết nối của bản thân trong cộng đồng doanh nghiệp. Những bài toán mà bản thân doanh nghiệp không thể giải được trong giai đoạn khó khăn thì đang được cộng đồng doanh nghiệp chung tay tạo nên sức mạnh trong nền kinh tế số 4.0. Đến đây, chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.